Người dân tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đang xôn xao trước thông tin về tình trạng khai thác cát rầm rộ, không kể ngày đêm trên địa bàn. Một số hộ dân đã có đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền. Ngoài ra, họ còn bị các đối tượng lạ mặt đe dọa. Trước những thông tin trên, các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung này. Địa điểm được phản ánh về tình trạng khai thác cát sỏi rầm rộ làm sạt lở đất canh tác, phá nát đường bê tông của người dân thuộc địa phận thôn 4, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tại khu vực này, tỉnh Tuyên Quang cấp phép cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại Lục Phát được khai thác cát sỏi bằng phương pháp lộ thiên và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Toàn Thắng xây dựng bến thủy nội địa theo quy hoạch đã được phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra thực địa và có kết luận, tại thời điểm kiểm tra, khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản và xây dựng bến thủy nội địa của hai công ty trên không có hiện tượng sạt lở đất nông nghiệp, đất ở và sụt lún bờ sông. Trong quá trình kiểm tra thì từ cầu Bình Ca xuống hạ lưu, hiện nay khu vực này về việc sạt lở bờ sông là không có hiện tượng sạt lở. Bà con thì vẫn đang trồng ngô và rau màu dưới lòng sông. Bên cạnh đó, thông tin có nhiều đối tượng lạ mặt tới thôn 4, xã Thái Bình đe dọa, quấy rối người dân cũng đã được làm rõ. Chúng tôi không nhận được một cái thông tin nào là có những thành phần lạ mặt về đe dọa nhân dân trong thôn luôn cả. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh thì tôi đã giao cho các bộ phận cũng như là các thôn để kiểm tra nắm bắt tình hình cũng như là rà soát các cái nội dung thông tin và cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của xã thì luôn được ổn định, không có vấn đề nào xảy ra. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã giao thanh tra sở, phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trong quá trình khai thác nếu có hành vi vi phạm hoặc có những hiện tượng gây sạt lở, sụt lún bờ sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, thì sẽ có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.